tạo này. Từ về ông trừ nữa thì chị nói sao? Tại vì hai mẹ con là chuyên đi mua thuốc ở trên mạng về bôi. Thế ra nó bị hư vậy đã ông trừ. Phải không con gái? Đúng không? Vậy nên là mẹ chuyên đi lên mạng mua thuốc về cho con đây nào. Rõ nhưng mà cố gắng là đừng có để 3-4 tuần nó lại lặng ra nó nan ra nha. Để có cái mới nào là mình xử lý luôn á thì nó không bị viêm to như thế này. Bây giờ không bị ăn sâu xuống à. Cái chân mụn nó không có bị ăn luồn xuống đấy nha chị. Cứ để lâu ở nhà mẹ con tự cạy nó lại xẻo hết. Thế nào con? Lần sau hai mẹ con tự chạy chở xe máy chở nhau đi đi. Không kêu ông chở đi. Về là sau 10 ngày 2 tuần ông thấy đỡ nào không nghe đâu. Rồi đừng có mua cái sản phẩm gì trên mạng nữa nha. Đáng thay nặng. Trời ơi con đi nhìn này, một mốc 4 cái nhân mụn cho con này, nhìn này. Muốn nhìn không? Này, con nặng 4 cái nhân mụn luôn này. Đang lấy sao cho nó dính vào cái bông này. Này bên trong nó cứng và nó hẹo tử hữu. Cái mô này con thấy nó sưng nó cứng không? Cứng đúng không? Phải không? Đây này. Cứng ngắc đúng không? Là do cái chỗ này nó bị viêm nó ăn luôn á. Cái phần mô này nó sưng nó tổn thương á. Nó cứng cái mô này lại. Con có thấy những cái vết thương mà con bị chảy ở đâu á? Con thấy cái chỗ đó nó sưng nó cứng này không? Đúng không? Thì cái này của con nó đang bị vậy này. Nó viêm sâu á nha. Ráng nha, con lấy rồi về nó sẽ bớt. Ráng một tí thôi, sau 7 đến 10 ngày nó đỡ. Giờ có muốn cái mụn nó đỡ không? Có hả? Cố gắng nha. Ok. Hai cô cháu mình thỏa thuận với nhau ha. Ráng đi. Rồi. Cho đơn thuốc uống đi các bạn ơi. Bé này cho đơn thuốc uống đi. Để em chị dắt cho xuống xe soi da để đánh giá tình trạng nám cho nó rõ ràng ra. Đăng ký hồ sơ đi. Được thì xét duyệt chuyển thị báo chị. Về nhà con vào cái fanpage con kiếm đi, con lên chủ Facebook con kiếm cái chữ Hiền Mụn á, có gì con hỏi phono con trực tiếp đây, cô sẽ trả lời cho con nha. Dạ. Yeah.
Đây là fanpage cá nhân của cô á nha. Rồi vào kênh YouTube của HHP con xem nha. Con cô này mụn như thế nào nha. Mở cho ba xem luôn nha. Chứ ba không thể về ba cứ cằn nhằn là mình buồn á. Con hiểu không? Ví dụ con đi trị mụn về mà mẹ con cứ cằn nhằn, mẹ con không có hiểu cái mụn của con á. Mẹ con cứ cằn nhằn con cũng buồn đúng không? Buồn thì tự nhiên nó sinh mụn đúng không? Phải không? Ừ, vậy nhá. Về nhà cô là hứa là vào cái YouTube này. À, xem này, xong đăng ký kênh cho cô theo dõi.